Các bạn đi vào. Nó đang có trộm mà nó kêu đây. Một lát nữa sẽ tự tắt, tự động tắt. Đấy, tắt rồi đấy. Bây giờ có một người đi vào này. Người đi vào đến gần vùng quét, nó sẽ kêu lên. Đó. Âm thanh rất là to. Đây các bác nghe.